nóng hay lạnh? Bạn chọn nàng tiên cá nào? Chào buổi sáng, thế giới dưới đại dương, phòng mình thật dễ chịu. Nàng tiên cá Ariel thích sự ấm áp, nên cô ấy sấy tóc bằng máy sấy rực lửa. Cắt vảy lưới thành nhiều dải, tạo hình ngọn lửa, dán vào dây thun. Nhớ dùng keo dán vải nha. Buộc dây lại và lồng vào máy sấy tóc. Mình sấy tóc bằng lửa đấy. Mái tóc của mình sẽ rực lửa cho mà xem. Đây là Muriel. Cô ấy được sinh ra ở vùng nước băng giá ở đại dương, vậy nên cô ấy yêu mọi thứ lạnh giá. Ngay cả máy sấy tóc cũng được làm từ băng tuyết. Cắt hết phần lông lược chải tóc, cắt sáp màu xanh như thế này và dán chúng vào phần đế lược. Dùng keo super nha. Thêm keo nóng ở xung quanh cạnh lược. Mái tóc thật lạnh lùng kêu xa. Và ai thế kia? Một anh chàng thật dễ thương. Mình thích anh ấy. Mình cũng vậy. Hãy xem ai là người được chọn nào. À, cô ơi, mình đang bị chìm. Ariel ngốc nghếch. Cô ấy quên mất anh chàng không thể thở dưới nước. Vậy đồng nghĩa với việc Muriel giành lợi thế rồi. Thật nóng không thể chịu nổi. Máy tính của mình bị quá nhiệt rồi. Nóng quá. Này đừng tan chảy, chiếc đuôi lạnh giá này sẽ giúp cho bạn. Thật thoải mái. Chiếc đuôi điều hòa này quả là lý tưởng trong thời tiết mùa hè. Ly nước của Ariel quá nóng, còn của Muriel lại quá lạnh. Hãy giúp đỡ lẫn nhau nào. Hoán đổi nhiệt độ. Ariel, mình cho bạn một ít đá nha. Còn mình sẽ làm nóng cà phê của bạn Muriel. Giờ thức uống thật hoàn hảo. Anh chàng điển trai này rất thích đọc sách, thậm chí còn chẳng để ý gì đến hai nàng tiên cá. Bạn đang đọc gì vậy? Không hề chú ý gì đến chúng mình. Hãy cho anh ta thấy tiên cá cũng thích đọc sách. Sách ở đâu rồi nhỉ? Nó bị đóng băng rồi. Đây là quyển sách Tham vọng của cá voi mình rất yêu thích mà. Mình cũng có sách ở đâu đây? Hơi quá nhiệt một chút rồi. Ơn Chúa, hên là mình đọc chương này rồi. Nhưng chàng trai kia vẫn từ chối nó. Muriel, để mình giúp bạn đập băng ra nha. Vậy là Muriel lại chiến thắng trong trận đấu sách này rồi. Chàng trai đang nằm đơn độc trên ghế. Thật đáng yêu. Mình phải có được anh ấy. Không, của mình. Cả hai đều chiêu đãi anh ấy bằng thức ăn đặc trưng của họ. Thử thức uống mát lạnh này đi. Nó được làm từ nước ở Bắc Cực đấy. Chà nửa quả chanh lên vành ly. Nhúng ly vào đường. Cho một ít đá. Cho siro curaçao màu xanh vào. Thêm nước thơm ép vào nước Sprite. Trang trí một lát chanh. Cảm ơn tiên cá. Món này nhìn thật tuyệt. Và lạnh quá đi. Bạn định làm mình cảm lạnh hay sao vậy? Này anh chàng, thử món tráng miệng này đi. Món này được làm từ nham thạch đấy. Xay nhuyễn bánh bông lan sô-cô-la. Cho ra đĩa và nhấn nhẹ xuống. Đặt vào giữa một chiếc ly giấy và tạo hình núi lửa với phần miệng bằng kích thước của chiếc ly. Lấy ly ra nha. Bóp nhỏ miệng núi lửa lại. Thêm màu đỏ vào nước caramel và đổ nham thạch vào trong. Thêm một ít sô-cô-la trắng kèm màu thực phẩm đỏ.
dùng cọ vẽ một ít dung nham phun trào như thế này. Cảm ơn nàng tiên cá nóng bỏng. Món này thật ngọt và nóng quá. Chúa đại dương ơi, bỗng lưỡi mất. Ồ, thật sự xin lỗi chàng, xấu hổ quá đi. Morio sẽ tự tạo cơ hội cho mình. Bạn có muốn làm người mình thích ngồi xuống không? Hãy đóng băng cái ghế. Ồ, thật lạnh và trơn quá đi. Chàng trai rơi ngay xuống hồ nước. Thật là một cơ hội tuyệt vời để lân la làm quen. Nước thật tuyệt vời, đúng không? Môi của mình bị bỏng nắng rồi. Cây son rực lửa của mình đâu nhỉ? Mình cần vài đốm lửa lấp lánh trên môi. Dùng que xiên gỗ tạo hình thỏi son đỏ làm ngọn lửa. Dùng cọ quét một ít son màu cam đun chảy lên trên. Nhấn chút son môi màu vàng. Cắt hình ngọn lửa bằng giấy xốp và dán vào thỏi son. Đây không chỉ là son môi, mà là lửa tình rực cháy. Môi của Ariel giờ thật nóng bỏng. Morio cũng có thỏi son băng này, đây là màu sứa đóng băng. Lấy hết son môi ra khỏi thỏi son. Thêm một ít phấn mắt xanh. Đun chảy bằng lò vi sóng. Rót hỗn hợp vào khuôn làm son môi. Sau khi cứng lại thì cho vào ống bơm này nha. Tháo vòng kim loại ra. Đặt thỏi đựng son lên phần đầu như thế này. Hút hết không khí ra. Và cẩn thận lấy son ra nào. Này, hôn anh chàng kia đi. À, tiên cá ơi, một nửa mặt mình bị đóng băng, nửa kia bị bỏng hết rồi nè. Anh đẹp trai ơi, muốn xem vài trò ảo thuật không? Nhìn nè, mình nóng đến mức nước phải bốc hơi. Wow, năng lực thật phi thường. Chẳng có gì đặc biệt, mình cũng làm được mà. Xem đây. Đá rơi vào đầu lắm đấy. Màn ảo thuật đã thất bại. Hết bánh rồi sao? Vẫn còn đói hả? Vậy có cách này, mang trứng ra đây. Ariel nhanh chóng chế biến món trứng chiên, chẳng cần đến bếp. Khí chất nóng hừng hực. Rona, thưởng thức đi. Lại là trò cũ, mình cũng làm được mà. Đưa trứng cho mình đi. Đá có vị của trứng hấp dẫn. Rona, ăn đi. Đây là trứng sống đông lạnh sao? Mình không dám đâu. Hai nàng tiên cá đến rạp phim. Và có mùi cá sống cứ thoang thoảng đâu đây. Nhưng quảng cáo món sushi lại được chiếu. Chú cá bị cắt thành từng khúc. Thần biển cả ơi, đây là một bộ phim kinh dị mà. Cuộc dạo chơi kỳ thú cùng tiên cá. Ariel, bạn muốn ăn kem không? Nhưng mình hết sạch tiền rồi. Rona, mình có ý này. Đợi chút nha, mình sẽ nhặt tiền xu ở đây. Xem nè, đủ mua kem chưa? Cảm ơn Ariel nhiều nha. Nên chơi cầu lông với ai nhỉ? Morio, chơi cùng mình nha. Phát cầu nào. Sao lại là băng đá thế này? Mình rất dễ bị cảm lạnh đấy. Ariel, tới lượt của bạn. Chơi cùng mình nha. Đánh nào. Đây là than hay sao vậy? Mình không thể chơi cùng cả hai được rồi.
bạn có thích nàng tiên cá rực lửa hay băng giá? Nhận xét xem bạn thích gì nhất ở video này: máy sấy tóc, son môi, món tráng miệng của Aerio hay thức uống mát lạnh của Morio. Và đừng quên nhấn like video này, đăng ký kênh của chúng mình và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những ý tưởng hấp dẫn nào về nàng tiên cá từ Trôm Trôm nha.